Thầy Tử Vi cảnh báo tháng 12 năm 2022 âm lịch, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, may rủi đan xen, cách hóa hung thành cát, lội ngược dòng đón Tết cực to. Mến chào quý vị thân thương đến với chuyên mục Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp được phát sóng đều đặn trên kênh Đại Phú Quý. Quý vị thân mến, sống trên đời giống như đang chèo thuyền ngược dòng nước, chỉ có không ngừng nghỉ thì mới đến được bờ. Cũng tương tự như cuộc đời của chúng ta vậy, chỉ có thể cố gắng để vượt qua những trở ngại và có lập trường kiên định thì mới có thể biến ước mơ trở thành hiện thực. Sẽ có những giai đoạn trong cuộc đời bạn phải đối mặt với những khó khăn, thử thách đến mức muốn bỏ cuộc, buông xuôi ý định thực hiện những mục tiêu của mình. Tuy nhiên, từ bỏ không phải là một sự lựa chọn đúng đắn. Người dễ dàng từ bỏ mục tiêu thì không bao giờ làm được việc lớn, đúng không quý vị? Theo như các bậc thầy tử vi phương Đông xem tử vi tháng 12 năm 2022 âm lịch cho 12 con giáp thấy rằng cuộc sống của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ có những chuyển biến bất ngờ. Bản mệnh có thể gặp không ít khó khăn, trắc trở, nhưng với sự bản lĩnh của mình thì mọi việc đều được giải quyết nhanh gọn. Từ đó sự nghiệp và nhân duyên đều thay đổi tích cực. Và để nắm bắt được vận may của mình trong tháng 12 âm lịch, xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay. Thầy Tử Vi cảnh báo tháng 12 năm 2022 âm lịch, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, may rủi đan xen, cách hóa hung thành cát, lội ngược dòng đón Tết cực to. Đầu tiên là tổng quan Tử Vi. Tháng 12 năm 2022 âm lịch có 30 ngày. Dương lịch từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 đến ngày 21 tháng 1 năm 2023. Can chi từ ngày Canh Tuất đến ngày Kỷ Mão, tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần. Ngày Hoàng đạo 6 tháng 12, 18 tháng 12, 26 tháng 12, 30 tháng 12 âm lịch. Ngày Hắc đạo 4 tháng 12, 10 tháng 12, 19 tháng 12, 24 tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 năm 2022 âm lịch, đây là khoảng thời gian hung cát đan xen đối với người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Do đó dù gặp phải khó khăn, bản mệnh cũng chớ nên nản chí, bởi chỉ cần bạn cố gắng, bạn chắc chắn sẽ vượt qua được thôi. Đồng thời dù có đạt được thành công, bạn cũng chớ vội mừng, kẻo sự lơ là sẽ đẩy bạn vào nhiều rắc rối bất ngờ khác. Trên phương diện sự nghiệp, cục diện Sửu Ngọ tương hại gây ra cho bạn không ít biến cố. Bản mệnh sẽ phải làm việc khá vất vả, nhiều việc đổ dồn lên đầu khiến bạn luôn cảm thấy tất bật, song kết quả chưa chắc đã hoàn hảo được như mong muốn. Nên lưu ý rằng nếu bạn cứ nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, tính khí thay đổi thất thường thì lại càng dễ vướng phải khó khăn hơn. Nếu bạn có thể bình tĩnh và lạc quan, đối diện với vấn đề thì mọi chuyện sẽ dần dần được khắc phục. Trên phương diện làm ăn kinh doanh, bản mệnh nên cẩn trọng trước khi đưa ra các quyết định, nếu không dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Thời điểm cuối năm này nên hạn chế đầu tư mạo hiểm, tốt nhất là cầm chắc những gì mình đang có, chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn trong năm mới. Với người làm công ăn lương, chỉ cần cố gắng hết sức mình thì các cát tinh như Lâm Quan, Tử Vi sẽ giúp bạn có một nguồn tài chính ổn định, không lo vận hạn. Cụ thể về sự nghiệp. Cục diện tương hại ảnh hưởng sự nghiệp của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 dễ xảy ra những biến cố bất ngờ. Tuy nhiên, bản mệnh không nên có những tư tưởng bi quan, tiêu cực, bởi chính những tư tưởng ấy mới là điều khiến bạn gặp hết vấn đề này đến vấn đề khác. Thời điểm này, bạn cần phải thật bình tĩnh khi giải quyết công việc, đặc biệt những công việc càng khó khăn thì lại càng cần phải có sự kiên nhẫn hơn. Chỉ sự kiên nhẫn mới giúp bạn phát hiện và tránh được những lỗi sai không đáng có. Khi người khác có ý kiến phê bình, góp ý, bản mệnh nên bình tĩnh lắng nghe, thấy hợp lý thì cần phải tiếp thu, không nên nóng nảy, kiêu ngạo, tự cho mình là đúng và tìm cách phản bác người khác. Bởi làm vậy thì bạn khó có thể tiến bộ được. Nguyệt lệnh Lâm Quan cho thấy bản mệnh là người độc lập, tự chủ, không thích phụ thuộc vào người khác. Song như vậy không có nghĩa là bạn nên tách mình ra khỏi tập thể, tự cô lập bản thân. Bạn vẫn cần phải phát triển năng lực làm việc nhóm,
bởi có những công việc cần phải phát huy sức mạnh tập thể thì mới có thể thành công. Dù công việc có xảy ra nhiều vướng mắc trong tháng 12 này, dù bạn có thể cảm thấy mình phải giải quyết công việc ngập đầu ngập cổ thì cũng chớ nên có thái độ bi quan, bởi bên cạnh những sao xấu tác động đến vận trình thì vẫn còn những sao tốt ở bên phù trợ cho bạn. Tử vi và giải thần các tinh sẽ nâng bước chân bạn, thậm chí dẫn đường chỉ lối để quý nhân xuất hiện cùng bạn khắc phục khó khăn. Về mặt tài lộc, tình hình tài chính của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có thăng có trầm, bạn cần phải tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác, giúp giảm thiểu tổn thất và tăng mức lợi nhuận cho bản thân. Cuối năm có nhiều cơ hội để làm ăn, nhưng tốt nhất bạn không nên quá vội vàng, nôn nóng. Hãy xác định rõ giới hạn năng lực của mình, đừng chạy theo những điều viển vông hoặc quá sức, bạn sẽ khiến bản thân mình cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là ngã đau. Thời điểm này do tác động của tương hại, bản mệnh không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê của người khác. Đó có thể là kẻ xấu cố tình đưa ra những định hướng sai lầm khiến bạn phải chịu không ít thiệt hại về tài sản. Người làm đầu tư kinh doanh cần kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội của mình, không nên bốc đồng hoặc tham lam mà vội đưa ra lựa chọn. Nguyệt lệnh lâm quan khuyên bạn nên dành thời gian để lắng nghe góp ý của người khác, dù là người chức cao vọng trọng cũng chớ nên kiêu ngạo, độc đoán quá mức. Nếu cứ thích làm theo ý mình, coi thường ý kiến của người ngoài thì bạn sẽ phải nhanh chóng nếm trải thất bại. Tuy nhiên giải thần cho thấy, nếu bạn có cách cư xử khéo léo với mọi người xung quanh, chăm chỉ giúp đỡ người khác, làm từ thiện thì bạn sẽ xây dựng được cho mình những mối quan hệ xã giao lý tưởng. Họ có thể chính là những đầu mối kinh doanh, đầu tư giúp bạn thu lời lớn trong tương lai. Về phương diện sức khỏe, theo tử vi, điều đáng mừng là tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 12 này khá ổn định. Dù công việc bận rộn, nhiều áp lực cuộc sống xuất hiện, nhưng bạn vẫn duy trì được thể trạng của mình. Chỉ cần giữ trạng thái tâm lý tích cực, hướng tới những điều tốt đẹp thì bạn có đủ sức để đối diện với mọi vấn đề. Tuy nhiên bạn nên chú ý rèn luyện thể dục thể thao cũng như lao động hợp lý. Cuối năm là thời điểm ai cũng trở nên bận rộn hơn hẳn. Song bản mệnh nên tự lượng sức của mình, chớ nên cố gắng quá sức kẻo đột ngột gặp phải những vấn đề sức khỏe không đáng có. Về mặt tình duyên, theo tử vi tháng 12 năm 2022 âm lịch, cục diện tương hại khiến tình cảm của một vài cặp đôi xảy ra vấn đề, mà chủ yếu là do người tuổi Bính Ngọ 1966 quá nóng nảy, thậm chí không dành thời gian cho nửa kia được giải thích hoặc nêu lên quan điểm của mình. Nếu đôi bên không thể bình tĩnh thảo luận mọi việc với nhau thì rất dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, thậm chí khiến tình cảm rạn nứt. Trước khi nói lời gây tổn thương đối phương, bạn cần phải đặt mình vào vị trí của người ấy. Có như vậy bạn mới biết đâu là việc mình nên làm, đâu là việc mình không nên làm. Đừng để đến khi tình cảm trở nên lạnh nhạt, khó có thể quay lại như xưa rồi mới cảm thấy hối hận. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 trong tháng 12 âm lịch. Tuần 1, từ mùng 1 tháng 12 đến 8 tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tuần đầu tháng của tuổi Bính Ngọ, thấy vận trình trải qua nhiều sóng gió thăng trầm, tốt xấu đan xen, họa phúc khó lường. Con giáp này gặp nhiều quý nhân, hầu như việc gì cũng có người đỡ đần, gặp cản trở cũng không phải ra tay tự giải quyết, rất nhàn nhã. Nhưng ở chiều hướng ngược lại, bản mệnh ỷ lại vào người khác mà thiếu quyết đoán. Khi gặp sự việc bất ngờ, sẽ khó đưa ra được cách giải quyết tốt mà chỉ chờ người tới thu dọn hậu quả cho mình. Điểm này đối với bản mệnh hoàn toàn không có lợi, bởi khi quý nhân vận không vượng nữa, một mình chống đỡ rất khó khăn. Sự nghiệp cùng tài lộc khởi sắc rõ ràng, dù bạn chẳng bỏ mấy công sức. Tuổi Bính Ngọ có thể yên tâm về các khoản lương thưởng và nhiều cơ hội cạnh tranh để tiến lên đảm nhiệm vị trí tốt hơn. Tuần 2 từ ngày 9 tháng 12 đến 15 tháng 12 âm lịch. Tử vi tuần mới cho thấy người tuổi Bính Ngọ bị hung tinh Thái Tuế xung chiếu nên vận trình nhiều điều không thuận lợi, sa sút hơn so với tuần trước. Khó khăn nhất là về công việc, khi mà liên tiếp những rắc rối kéo tới, thời cơ không ủng hộ lại thêm đồng nghiệp cạnh tranh gay gắt, khiến bản mệnh vất vả lo lắng nhiều.
những ngày đầu tuần, bạn phải đối mặt với tỷ kiên nên mệt mỏi căng thẳng liên tục. Thay vì để ý những lời nói nhận xét tiêu cực của ai đó về mình, thì bạn nên học cách lờ chúng đi để tập trung vào công việc, cải thiện cuộc sống của bản thân. Tuần này không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của bản mệnh khó suôn sẻ như ý muốn. Chuyện kiếm tiền trở nên khó khăn hơn hẳn. Trong khi đó, có biết bao nhiêu chuyện cần chi tiêu, con giáp này đau đầu nhưng chưa thể tìm ra cách để cải thiện tình hình. Tuần 3 từ ngày 16 tháng 12 đến 22 tháng 12 âm lịch. Tuần này người tuổi Bính Ngọ vận trình thăng trầm bất định, hung cát đan xen. Hung tinh thái tuế đe dọa với điểm báo những điều bất trắc có thể xảy tới bất cứ lúc nào, bản mệnh cần phải thận trọng và giữ an toàn cho chính bản thân mình. Đầu tuần công việc không được suôn sẻ lắm, chủ yếu do bản mệnh không được tập trung vào công việc đang làm và có những suy nghĩ hay mối quan tâm ngoài công việc. Tới cuối tuần thì vận trình có phần ổn định hơn, chính ấn trao cho tuổi Bính Ngọ cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng khám phá thêm khả năng phát triển nghề nghiệp của mình trong tương lai. Tuy nhiên đường tài lộc của con giáp này lại có phần bất ổn, dù phần lợi có nhiều hơn, được thực thần nâng đỡ nên bản mệnh dễ dàng có được những cơ hội làm ăn, kiếm tiền mát tay, buôn bán mau mắn phát tài. Tuy nhiên vẫn có những góc khuất, những việc ngoài dự kiến xảy tới khiến cho bản mệnh buộc phải chi tiền của vào đó. Tuần thứ tư, từ ngày 23 tháng 12 đến 30 tháng 12 âm lịch. Bước sang tuần cuối năm, vận trình của người tuổi Bính Ngọ tiến triển vượt bậc, bất luận là công việc hay chuyện tình cảm đều thuận buồm xuôi gió, ví như đang ở thế nước đẩy thuyền lên, thông tiền thoáng hậu. Về công việc, người tuổi Bính Ngọ sớm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao nên tâm trạng lúc nào cũng phấn chấn, vui tươi phơi phới. Trong ngày 28 và 29, được sao Thiên Vương che chở, bạn có thể ký kết được hợp đồng giá trị lớn hoặc tìm được khách hàng vô cùng tiềm năng. Người làm chủ kinh doanh buôn bán cũng bắt tay hợp tác được với khách hàng lớn, mở ra nhiều cơ hội hốt bạc khi quy mô kinh doanh được mở rộng gấp nhiều lần so với trước kia. Nhưng lưu ý khi hợp tác với những người tuổi Tý, Dần, tránh nảy sinh tranh chấp tiền bạc. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong tháng 12 âm lịch. Khẩu quyết: nhận được sự giúp đỡ của quý nhân hoặc người có cùng chí hướng, sự nghiệp tiến triển. Quý nhân tuổi Dần, tuổi Mùi, tiểu nhân tuổi Tý, tuổi Mão. Màu sắc may mắn: màu da cam, màu nâu. Con số may mắn: 12, 36, 75, 89. Quý vị thân mến, mọi việc diễn ra trong cuộc sống đều lưu lại trong tâm trí của mình. Chúng ta thường xuyên nhớ kỹ những sự tình nên quên đi và quên mất những gì nên nhớ. Người xưa thường nói, người ngốc là người đáng yêu. Sở dĩ người ngốc đáng yêu là bởi vì họ quên mất những sự tình không vui, những lời chế giễu cười nhạo của người đời dành cho họ, quên những ân oán trong cuộc đời, quên công danh lợi lộc trong thế tục, quên hết thảy thế giới này. Nhưng có nhiều người thà rằng khiến mình không vui chứ không muốn làm người ngốc. Nếu có thể nhớ kỹ việc cần nhớ, quên bỏ điều cần quên, mỗi ngày lại bắt đầu một ngày mới thì sẽ tốt biết bao. Đời người không thể việc gì cũng thuận theo ý mình, cho nên đừng thường xuyên nghĩ rằng mình thống khổ. Kỳ thực trên thế giới này còn rất nhiều người khổ hơn mình. Học cách buông bỏ, buông bỏ một chút gánh nặng trong tư tưởng, suy nghĩ, thản nhiên đối mặt, khiến cho hết thảy thuận theo tự nhiên. Có như vậy bạn mới sống được thản nhiên và tự tại. Vừa rồi Đại Phú Quý đã chia sẻ nội dung tử vi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 12 năm 2022 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh, sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình, từ đó có những kế hoạch để có thể chủ động nắm bắt được cơ hội trong tương lai. Quý vị cũng nhớ đăng ký kênh Đại Phú Quý để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, rồi sau đó nhấn vào biểu tượng chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.